hai xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Chào mọi người đi nào các thanh niên ơi. Hello mọi người. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại có mặt ở trong một cái mini game các bạn ơi. Một cái mini game khá là quen thuộc, đó là ai là quẻ hủy diệt các bạn ạ. Đấy thì ngày hôm nay là một người sẽ là kẻ hủy diệt, còn lại là 6 thanh niên sẽ là người sinh tồn các bạn. Rất là đơn giản thôi. 6 người kia đó là sẽ phải đi tìm những cái vật phẩm bạn ơi. Đấy, tìm đủ 3 cái vật phẩm là kẻ hủy diệt như mình ấy sẽ bị suy yếu các bạn. Đấy, sau khi là bị suy yếu là sẽ bị tiêu diệt, rất là đơn giản thôi. Còn nhiệm vụ của kẻ hủy diệt là gì? Đó là tiêu diệt gọi là 6 thanh niên còn lại các bạn nha. Đấy, rất đơn giản đâu các bạn. Thì thôi để Đúc gọi là kẻ hủy diệt đầu tiên đi cho mọi người thấy được sức mạnh của kẻ hủy diệt Đúc các bạn. Đây, cho tăng luôn các bạn ơi. Một mình là tính ra là mấy thanh niên sinh tồn kia là sẽ có mỗi người 2 mạng luôn đấy. Trời ơi, một mình là mình VS đấy cả 12 à. Ủa ôi. Và cái này là một VS đấy mọi người. Ok, nào. À gáy à. Map này à. Ok bạn ơi. Úi giời ơi. Đây này, à, mấy thanh niên sẽ phải đi nhặt những cái vật phẩm mang về cái gọi là cái tế đàn kia bạn ơi. Đâu rồi. Đi à. Núp ở trên. Đấy đi. Đi đi núp kia. Ra đúng rồi, tao đi. Bảo vệ. Bảo vệ gì? Bảo vệ cái gì mới quan trọng chứ? Bảo vệ cái này. Bảo vệ của mình. Bảo vệ cái gì? Chạy đi đã, chạy đi đã. Chạy đi nó chưa xong. Mấy con dài này. Mấy con dài nó chiến đấy nhở. Gần đi luôn. Ôi con dài chuột ở bên kia bạn này. Đâu, núp qua đây. Ok bạn ơi. Chạy đi khác chuột chạy đi chuột ơi. Mấy này chạy chiến thật ghê quá bạn ơi. Đâu rồi. Bây giờ anh em mình cứ gần nhau. Rồi. Đi tìm thôi. Ở đây này, trên đây này. Ở dưới. Anh Long Nôn. Ngon trên đây này. Đây để Vanh qua nhặt cho. Đúng rồi. Qua đây đây. Đừng bảo gì nhá. Qua đây. Qua đây. Quay lại đi. Qua đây. Anh ơi đứng lại. Qua đây. Rồi. Qua đây đúng rồi. Chạy đi. Chạy con khỉ. Đứng lại. Đi Vân nhặt đi Vân. Nhặt chưa? Nhặt rồi. Ok. Rồi, mình đánh rơi rồi. Ok, chạy đi. Ok, mình chạy rồi. Mình sẽ phải đi các bạn ơi. Ủa ơi, mình nhặt nhanh thế, chết dở rồi. Lo anh rồi. Còn chưa tiêu diệt được mạng nào các bạn ơi. Đây, còn đây. Này, chạy rồi, vừa đánh, hit đèn run. Coi chừng nổ vậy thôi. Hit đèn run rồi. Không sao, con rời đi đâu hả? Yếu chưa? Rồi, con rời kia qua đây. Con rời khác đi. Đi đâu hả? Rời khác. Đi đâu đây, đây, sau lưng này. Úi em, đánh nhau với mình à? Rồi, đi rồi. Mấy niên vẫn còn hẳn dư gần 4 mạng kìa, chết dở rồi bạn ơi. Cái thế nhờ? Mấy như này mỗi người có 2 mạng bạn ơi, đây là mình 1v12 đấy. Rồi ok không sao đâu rồi. Đáng nhẽ phải các con dài này. Mỗi người 1 mạng thôi mới có. Không cần trời ơi, chúng ta dùng 1 mạng thôi. Đâu. Cái này cứ lấy đi. Ôi khai đi ác kiến. Ôi trước. Chạy đi nào. Cứu. Ôi nổ bây giờ. Với chúng tôi này. Kiến chạy đây. Ông em có chiêu thức gọi là tăng tốc như siêu nhân. Em bị độc rồi. Ôi bị mua ơi. Đúng rồi. Bị mù rồi. Đâu rồi. Có thanh niên coi nha. Mọi người tin tưởng em. Yes. Hay rồi. Ui, mình có đi rồi. Mới đi có 4 bạn là đâu. Còn 1 kìa. Rồi xong. Chạy đi đã. Đừng solo. Phải solo đi chứ. Phải solo đi chứ. Đừng lại đi. Đúng ra chờ em cứ lại đi. Đứng lại đây. Ok. Rồi, mỗi anh đi chỉ còn 1 mạng thôi. Mạng rồi đấy. Là mạng ai lấy lo á. Ê, ui giời ơi. Mạng ai lấy lo à? Rồi, anh em ơi. Ở đâu đấy? Ui. Ui, cứu em. Rồi, chạy. Cứu em. Chạy nhanh quá, no. Để kia ở bên kia. Đâu, kia đâu. Anh cần kiếm cái cầu à. Kiên đâu? Kiên đâu? Nào. Con chuột Kiên với cả Vanh thôi. À chuột Kiên với Vanh à, ok, chấp luôn. Nhanh lên không mà còn 3 người có đánh được. Nó bị ấy nó. Kiên tốc biến kìa. Vanh nè. Ui. Đâu.
Để Vành. Vành học đi lên. Vành định gánh đi mà hả? Chuột định gánh đi mà hả? Chuột coi chuột cánh quan. Chuột đâu? Chuột đâu? Chuột đâu? Đánh được không? Chuột đánh được. Chuột đánh được à? Ôi trời ơi, gần thắng được rồi. Nói chung là có cơ hội, nói chung là có cơ hội cũng được đấy. Ôi giời, đâu về game tiếp theo thanh niên nào xung phong này nhỉ? Anh đi vào đây. Vay à? Ok, thế thôi mình là người xin tổ các bạn ơi. Vay đâu? Vay cho vay xung phong làm gọi là người gọi là hủy diệt đấy. Ok các bạn. Cho anh diệt hủy trước ơi. À đâu, tự ra đổi map khác các bạn ơi. Nói chung này hơi khó nha, vừa lấy tính ra là mình còn mấy thanh niên này, chúng ta có chiến thuật hành quanh rồi. À thanh niên kia mới rồi, không mới cái gì trời ơi, không có gì mới cả, nên 1v12 gì đây. Tính ra Zeno phải gọi là người làm đầu tiên. À thế à, tính ra Zeno là bao nhiêu phần trăm công lực ấy? 95 mà còn lại là chỉ đâu đó khoảng. Rồi, rồi, vay như đây. Đây. Bí ngô là 99 nhá. Đâu, xem nào. Mình là nỏ. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta chiến thuật này, bây giờ cứ từ từ đi cùng nhau này, đi cùng nhau này, bảo kê nhau này, vanh cứ gặp vanh đâu là táng vanh đấy nha. Đó. Em là tóc lộ nha. Rồi, đánh đây đi, cứ đánh đi, cứ đánh đi. Nhìn vừa vào xong rồi, ôi, 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 chẳng chưa gì đã chết rồi, rồi. Yếu bóng vía này thề chứ có người bay lên thôi. Ui rồi bài đáp đánh đánh, đánh cứ từ từ đi cùng nhau đánh 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 cùng nhau bởi vì là cái này nó có hồi máu mà cứ từ từ thôi đừng có ai có chịu hồi máu ơi hồi máu không chờ một lúc có hồi máu mà à con rời là kìa con rời đánh ra đi à thanh niên bóng ma Anh Quốc nhá thanh niên bóng ma Anh Quốc bóng ma Anh Quốc bóng ma Anh Quốc chạy ảnh đấy đúng lại đánh ảnh đấy có xuất hiện Twitter chưa ta ui có đi cùng nhau đi, cứ đi cùng nhau đi, cứ đi cùng nhau, tầm này phải đi cùng nhau. Thanh niên tự ném độc, cháy ra, cháy cháy ra, đổ ra, đổ ra, đổ ra. Kìa, bảo chạy thôi nha. Làm sao? Không tránh kịp. Quá nó. Làm sao đó? Chạy ra, thanh niên nổ ra. Kìa, đi mặc kìa. Đó, tụ rồi. Gọi là tụ tụ là sao hả tụi mày nhảy xuống dưới rồi ok ok cạn đây cạn đây cạn anh đi rồi nhảy xuống dưới rồi từ nha bây giờ chúng ta bí ngô lên đi thế nhiên bí ngô này toàn làm cái gì không à ok đi 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 quýt tổ đâu nhở đi đi kiếm quýt tổ đi đây bí ngô tìm thấy rồi bí ngô tìm thấy rồi đâu đâu đi 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 xuống đây nhảy hết xuống đây nhảy hết xuống đây bảo kê bí ngô này đi xuống ok đi 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 cùng nhau đi cùng nhau đường nào dẫn đường đánh 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 nó bóng kìa bóng kìa làm sao làm ôi, sao trời ơi mấy thanh niên này chết nhanh thế một người đi rồi tôi là được rồi à chứ mấy đường này mà đi ngô làm cái gì đi đi ngô đi đi trời ơi gà thế phải luôn chứ thanh niên này gà thật các bạn ơi mọi người đang dẫn đường cho mình ngô ai dẫn đường rồi người ta bảo kê mà đi rồi dẫn đường ôi trời nhìn thấy cầm chạy nhanh nhanh chạy nhanh chạy đi chạy đi nhanh nhanh bằng đâu đợi đi đi ôi cứ chạy đi cứ chạy đi đứng lại đứng nhau ôi đi nhảy xuống xe 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 người mỗi người giờ chỉ còn một mạng thôi vào đi vào hẳn đi ok 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 rồi. Cứ chạy đi nha đừng có solo cứ chạy đi bây giờ đang ấy có một cái thôi chạy đi ai yếu máu chạy đi nha chạy đi ai yếu máu chạy đi đã ôi bây giờ này săn bị ngô kìa chạy đi chạy đi chạy cho săn ok mỗi người còn một mạng luôn rồi có mỗi người còn một mạng luôn à chán quá với người sẽ bòi đấy nhưng mà bòi đấy mình sẽ gọi làm gì ta từ nhà đâu đâu chờ chờ đi đi ôi chuột quay lại chạy chạy đi chạy đi cái cho đuổi mất thời gian tí thôi xét đâu triệu hồi đấy đi à đây rồi đây rồi đây rồi đi 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 bên kia đi nhặt đi 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 nhặt đi nhặt cái gọi là crypto đi đây để mình ngô gánh tim cho ok bây giờ đi cùng nhau này tập hợp lại đi cùng nhau này ok kia này rồi ai nhặt đấy ờ đây anh đuổi núp kìa núp bay đâu rồi anh em đâu hết cả rồi anh em đâu hết cả rồi đây đây dưới chân núp này ui bị tụt xuống đi bảo kê này ok bảo kê này lên chuẩn bị này 3, 2, 1 này chuẩn bị bị tụt xuống rồi săn luôn này rồi chiến xử luôn đi ý dễ rơi nhá để ý rơi ôi trời ơi con rời vanh đâu rồi bảy máu chạy kìa cái kìa
Ôi trời ơi. Ui, không ai chết luôn à. Ơi mày nói chung là bạn hơi no. Nói chung là quả cuối các bạn được cái Twitter nó gần các bạn ơi. Nào thí sinh nào tiếp theo đây. Ai đằng này đấy em nha. Thí sinh đấy. Bắn vô bình thường kìa. Rồi rồi đừng có đổi cho mát với thằng. Đấy là Bí Ngô không muốn làm, Bí Ngô mà làm Ngô Winner. Thôi ông đừng bốc phét nữa các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến một map tiếp theo nha. Đó sẽ đó. Map đi, đó map cho đẹp đi. Đây để núp sẽ chọn cái gì ta? Núp bây giờ chọn scout đi các bạn ơi. Chọn scout đi. Chơi với góc kỹ thuật Văn Hiếu. Bố không tiêu diệt được Vành. À lại đố hai tiêu diệt Vành gáy ghê lắm các bạn ạ. Thật. Ông trời. Đố kháng tiêu diệt được Vành luôn. Ok. Đấy à, gáy to lắm. Để như nãy cái nãy Vành gáy to lắm này, Vành cười. Đã Vành đi cho mọi người. Cùi lại nó ha. Trời mấy đứa cho random à. Núp cho scout chạy cho nhanh này. Ok. Tứ nhá. Bí Ngô là healer. Tránh né né ra nhá, đừng có solo trực diện nhiều bởi vì lần này ngoài đừng solo trực diện. Ok. Từ à đây thanh niên rời, đây là con rời đây. Ai gần hết máu là chạy nhá. Ok cứ chạy đi. Núp có cái chạy nhanh mà. Ui, núp có chạy nhanh. Tính ra cho cái scout này lợi này, vừa chạy nhanh này. Ui giời ngon. Hả vẫn chứ. Đó. Đấy, bắn cung mình nè. Rời đã bắn đấy nhỉ. Ta đây. Ui bắn một cái ngất ngoài luôn. Ui ôi. Đánh đòn tâm lý, đánh đòn tâm lý. Bắn xịt lắm. Rồi. Bị dí kìa. Ê, bắn trúng tiếp rồi. Hồi máu rồi. À, bắn trúng hai cái rồi. Rồi. Cái đấy nhỉ? Ôi, có set rồi. Đi. Đâu, ở đâu ấy? Ở đâu ấy? Anh em có thấy gì không? Ok, đi cùng nhau này, đi cùng nhau. Có vẻ như con trời khác này, có vẻ xử dễ này. À, không dễ đấy đâu. Không dễ đâu, đúng không ạ? Ok, không sao, giữ chân cũng được rồi. Rồi, đi bảo kê vay này. Ôi giời. Rồi. Đây. Ơ tự nhiên kìa, thanh niên đang sau lưng kìa. Không sao, không sao. Ôi giời, cả gió đấy, đừng để cho giết vay. Cố lên anh ơi. Rồi. Nhặt luôn. Ok. Rồi, cái mặt đi rồi. Nào, còn ba mẹ. Nào, bình thường. Nhanh, bình thường. Nhanh mà. Đừng để đấy. Wow. Đừng nhá, ai gần hết máu là chạy luôn nhá. Hồi máu đấy. Đừng đúng rồi, ai gần hết máu đừng có cố lại Vành ơi. Chị trời rồi, Vành. Bí Ngô hồi máu này. Ai đi Vành? Ai ít máu, ăn ít máu. Em tao được Vành. Đấy hồi máu này. Ai à? Kìa, set ở đâu nhỉ? Set. Đây. Chết theo la bàn ấy. Đây, set bên này. Đây, núp đang chết theo la bàn đây. Đi cùng nhau này, chết theo la bàn anh em ơi. Rồi đi bảo kê Vành luôn này. Sao lại đánh nhau rồi? đuổi. Ui giời ơi, cái thanh niên Bí Ngô kia vẫn còn chiến ạ. À. Ui giời ơi. Đây Bí Ngô. Đâu đấy Bí Ngô skill luôn rồi kìa, thấy chưa? Ôi giời ơi. Rồi, sắp chết chưa? Đi. Nhanh lên. Rồi, nhảy xuống đây. Máu nè. Ok. Rồi, con mua. Tiên cao thơ gà nha. Hai mạng để giữ chân một nữa chắc là được. Thừa, thắng rồi. Quá thừa luôn, tiên cao thơ gà. Vé rồi, cái gì cứ chạy từ từ thôi. Làm cái căng à, con giờ này xuống luôn. Ok. Ở đâu rồi? Thôi, xuống nữa. Đấy, cứ đánh lại né này, núp lại chạy này, ok, núp chạy ra. Chạy đã. Bắn nhá. Chạy bắn đã. Để cho cung thủ bắn nhá. Đúng rồi, cứ câu kéo được. Cứu Zeno. Kia, cái gì đấy? Ấy xếp kìa. Đây bên này, đi nhặt luôn. Let's go. Get go đi. Sau lưng nha mọi người. Cả đây, không quan tâm thanh niên đấy đi. Ê, xin chắc mặt thanh viên nghệ phanh nhớ. Ok. Đấy, bảo vệ chuẩn, bảo vệ chuẩn. Ok. Đi kìa. Núp nhặt rồi, đi luôn. Cả đây. Bị bay lên rồi. Ông điểm, ông nhanh. Chạy đi. Rồi. Ôi trời ơi, Bí Ngô đi rồi. Đánh đi, còn một xíu máu. À, từ thôi, đừng đánh rồi. Đừng giết rồi. Trời ơi, có biết. Bí Ngô đi rồi. Rồi ok, không sao, bốn người này tập trung, bốn người đánh một được. Phải đuổi. Tên đã bắn ra rồi, không thể rút lại được. Rồi ok, đây đi xa luôn này. Tránh ra để ý. Rồi mà solo 4 vs 1. Hết cái chạy rồi. Đúng rồi, anh em này ấy rồi. Ở nhà. Để ý nha, gần đến bẫy đây. Bẫy kìa. Bẫy giờ. Dính độc rồi. Bẫy kìa. Ui, nó chết rồi. Đi từ bom kìa. Quá lòn. Quá lòn, không đáng nghĩa là thanh niên phải đi từ lúc gọi là ít máu rồi cơ. Bạn ơi, sống sót giờ này nó hơi chai xanh đấy. Rồi, đâu, cái gì còn thấy cái Zeno đúng không? Ai, chúng ta sẽ chọn map khác đấy bạn ơi. Ui giời ơi. Ai, sao squad à? Ok, đâu, nha, mình chọn là ta thôi, chọn cái đấy đi. Chọn cái scout đi. Chọn cái scout mình nghĩ là ok đấy. Đấy, vừa chạy nhanh mà lại có... Em sẽ chọn tấm đỏ đúng rồi. Nó lướt nhanh. Anh em xem thế nào nhá, xử anh niên Zeno nhanh nhanh xíu nha. Zeno hơi băng cung lắm đấy. À, con đấy làm gì có cung đâu, con đấy làm gì có cung đâu. Con này không có cung. Nào, bắt đầu. Ủa,
khỏi. Bây giờ là chúng ta sẽ chỉ Zeno gọi là thua rồi. Thua rồi. Đánh vừa chạy nha, đừng có khô solo khô máu nha, bởi vì là mới đầu là mình thiệt. Nhân Kiên solo kìa. Thiệt mình đấy. Kiên có hồi máu. Ok, lúc bắn là chúng vui ạ. Cho vui rồi, cho vui rồi. Bắn nó vui rồi cả đây. Cứ bắn nhấp nhả đây, bắn xong rồi chạy. Vui thôi, đừng vui quá nhá. Ui giời ơi, thì có hồi máu kìa. Chết rồi, chí rồi, chí rồi. Rồi xong. Ôi giời. Ngày toàn là Nhân Kiên rồi. Chạy đây, chưa thấy xét đâu đây. Dí mỗi thấy Nhân Kiên rồi. Cứ chạy đi. Ui, dí mỗi Kiên rồi. Rồi xong, Nhân Kiên lấy chưa? Đã bảo là đừng có đánh gồi quần. Rồi nhặt đi, đi nhặt đi, đi nhặt đi, đi nhặt đi. Xem bên này, xem bên này. Đi đi nhặt đi, đi nhặt đi, đi đi nhặt đi. Ok, đi đi. Cả đi cho Yên đánh. Cho Yên đánh, không sao, chúng ta gọi là hy sinh những cái mạng này để chúng ta ấy cũng được. Đánh đi, đánh đi anh em. Ôi giời. Đánh đi. Bảo kê, bảo kê. Anh bảo kê, anh bảo kê. Bây giờ đánh được rồi, bây giờ đúng nghĩa đánh được rồi. Đánh đi, đánh đi. À, như thế cho nhanh. Đây. Rồi, bây giờ hy sinh luôn cũng được. Đâu rồi, đánh đi. Tránh kìa. Okay. Ôi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đứng lại, đánh đi. Đi vô, vô đi, vô đi. Hai, hai, hai. Rồi này. Làm sao? Con rồi này. Làm sao? Nó cho ngắt lụt. Làm sao? Láo cho chúng tôi, chúng tôi vừa lấy tôi nhịn nữa nha. Con dài non thế. Đâu mà Yên có máu, hồi máu này, hồi máu này. Đó là hồi máu đây, hồi máu đây. Ok, hồi máu đây, hồi máu đây. Rồi, ai cần máu này? Ngon. Thôi, 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 đủ qua, đủ qua, đủ qua. Từ nhà đi cùng nhau đi. Qua đi cùng nhau đi, đánh luôn nha, không có nhường nhịn nữa nha anh em. Giờ là cùng nhau này. Đặt khô máu luôn này. Ấm tay nhau đi, Văn. Xuống ơi, Văn đâu quay lại đây. Anh em quay lại đi, Văn. Đây, đây, anh em sau lưng này. Tuy yếu nhưng anh em đông. Rồi. Tuy yếu nhưng anh em đông. Chạy đi, chạy đi. Đấu không kìa, đấu không kìa. Ok ạ. Ui dồi. Ui dồi. Rồi. Chưa đai, chưa đai. Văn giờ này. Con rồi, con rồi này. Đi kiếm mọi người ơi. Đi đi, ổn nổ chưa? Nổ rồi mà. Đây 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 đây. Đánh luôn, chạy luôn, cái này phải chạy lại, cái này phải chạy lại. Ui giời ơi, đi. Tự nhiên Zeno tự chết. Thì đứng trong đó. Đứng trong bom cũng bị mà. Ngoài tự hủy, rồi tự hủy. Vậy nhìn xâm xét này anh em. Xâm xét đâu, chuẩn bị, anh em chuẩn bị săn lục ấy này. Thợ săn để thưởng này. Tí ra chúng ta vẫn còn dư hai mạng ấy. Ui, không còn hai mạng. Rồi. Bên này. Đi, 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 cùng nhau luôn này. Đi. Đi cùng nhau luôn này, mình cùng nhau đóng băng nào. Đánh luôn. Ê, chạy. Ok, sao Bimo vẫn đi ta, chạy nhanh thế mà. Đi. Vanh nhặt đi. Ông giờ chừng Bimo ngắn nữa. Thôi ok, đi. Bảo kê Vanh này. Anh đi lên bờ đi, Vanh, đừng xuống nước. Đừng xuống tắm coi. Kê, con trời kia. Đâu. Ê, trước mặt này, trước mặt. Dạ. Kìa, Ninh dí Vanh kìa. Dạ. Đúng rồi. Ôi trời ơi, chạy thế. Rồi, Vanh rồi. Rồi, đừng đánh chết, giữ máu đi. Rồi, ok, đúng rồi. Đứng lại, ui. Ôi trời, Ninh dí tự chết luôn rồi. Ninh dí tự chết luôn. Mấy bàn kia. Ninh dí dư ra một hai. Dư một. Đâu, thế đi, còn ba thanh niên kia, thanh niên kia, thanh niên chuột, thanh niên nào muốn làm. Hay Bí Ngô đi, cho đi, Bí Ngô đi. Cho đỡ gáy các bạn ơi, gáy rồi, gáy rồi. Ok, Bí Ngô bạn ơi, Bí Ngô gáy nhiều bạn ơi. Nào, gáy khét nhiều lắm, gáy khét lắm. Xem gọi kẻ hủy diệt Bí Ngô, nó có hủy được ai không? Alo, mọi người, Bí Ngô nói nhỏ nhé. Để Bí Ngô win trận đi, nãy giờ gáy thế. Bây giờ lớn thua sao, quê sao? 10 triệu mỗi người donate vào tài khoản, có tiếng tinh tinh thì thắng. Anh em ơi, ăn hành luôn nha. Bây giờ không chạy luôn, chúng ta chiến luôn nha. Qua đây, đứng chung, hành điểm nhắm vô rồi. Đây, đánh luôn này, đi săn luôn này. Dưới luôn, để ý nhá, cẩn thận rơi nhá. Ôi ở cái gì đây? Làm gì đây? Biểu diễn gì đây? Chạy nhá. Ok, quay lại tiếp. Biểu diễn xiến này. Bên này. Ok. Cái này diễn xiến kìa. Kẻ hủy diệt đây. Cái này hủy diệt thật rồi các bạn ơi. Đi. Ok. Rồi, cho Vanh nhặt đấy bạn. Lên đây. Này, anh em cố gắng để đừng chết mạng nào nữa được không ta? Đúng rồi. Thôi, chết mạng nào thì mới vượt đây này. Cho tí người ta tí danh dự xem nào. 10 triệu donate vào tài khoản, khẩn trương nghe, tinh tinh thì thắng.
Ai bị săn kìa, Kìa. Xuống xuống bảo vệ luôn, Mới có tí bom kìa, bom kìa anh em ơi. Chạy kìa, Gì rồi. Solo trực diện với thanh niên đây, không đánh đâu. Ui ôi, đâu quá. Ta không kia được. Làm gì, định làm gì? Định làm gì? Rồi, định làm gì? Ok, hùng máu này. Đi nhà bên nhau. Người ta có thương hoa tuyết ngọc đấy. Anh em chuẩn bị này, đằng sau cái này đi săn là hợp lý này. Trời ơi, trốn cho kỹ. Nãy giờ có hai người ngủm á, có hai mạng à. Rồi, anh em nào, bạn nhà mình đi thì ai chạy. Bom kìa. Anh em ơi, bây từng người vào một. Từng người vào một đây, anh em solo ơi. Đâu, tự cho Thiên Minh Chuột vào trước nào. Ok. Vào đây. Rồi. Ok. Rồi, còn gì nữa? Bắn đi. Ôi. Bài yếu. Hội đồng quá. Bởi vì rằng là khi đã đẩy đến ba cái quyết tổ và cái tế đàn rồi là gọi là kẻ gọi là quỷ diệt sẽ bị yếu đi các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? Đúng ngày hôm nay chơi thế thôi. Đấy, kẻ hủy diệt là bí ngô đã phá đảo các bạn nhé. Phá đảo luôn. Đáng nhé. Phá đảo thì giới ảo luôn. Đáng nhé là cố gắng không chết bạn nào đấy. Nhưng mà thôi các bạn là vẫn chết đâu đó khoảng 2-3 mạng. Đó thì ok, có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like. Nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong nước team. Ở đây cứu hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.